Quốc tỉnh Kiên Giang. Và đây là một quy hoạch được cấp vào năm 2018 do cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. Ở đây thì chúng ta sẽ xem một số về cái thông tin quy hoạch tại đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem tổng thể. Đây là tổng thể quy hoạch về thị trấn An Thới. Quy hoạch bản này là bản tỷ lệ 1.000 trên 1 trên 2.000. Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1 trên 2.000 khu đô thị An Thới, bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tức là khi nhìn vào mặt bằng này thì chúng ta sẽ biết sau này thì các khu vực nào sẽ có các cái hạng mục gì. Thì đây là toàn bộ về khu đô thị An Thới sẽ do Sun Group phát triển. Ở đây thì chủ yếu sẽ là khu vực đô thị và sẽ là đất ở. Thì đầu tiên bắt nguồn chúng ta sẽ có một cái dự án mà không có màu hay còn có màu trắng, đây là dự án 35 hectare An Thới thì đã quy hoạch và đang mở bán rồi. Đây là khu đô thị gồm 862 căn nhà phố thương mại và nhà phố liền kề, hay còn gọi là dự án 35 hectare An Thới. Và các bạn có thể nhìn thấy là ngoài cái khu vực phía trong này thì chủ đầu tư còn lấy thêm một phần đất của khu đối diện, đấy là khu tái định cư Hòn Thơm, để xây khu 35 hectare An Thới, mà sau này chủ đầu tư họ sẽ xây đấy chính là khu cung đường Gateway này ở phía này. Ngay mặt đường cao tốc An Thới GLAP thì chủ đầu tư có lấy sang bên phần đất tái định cư ở khu này, chủ đầu tư họ xây thêm. Đây là dự án 35 hectare An Thới. Thì đây là những cái lô ô đất mà họ chia trong quy hoạch thì đã được duyệt và đã đang mở bán rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy để ý là có một cái con sông chạy như vậy, thì ở trong dự án cũng đang có con sông như vậy. Và con sông này thì sẽ chảy sang đến bên này nữa, bên dự án 83 hectare và đất đỏ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm về khu bãi đất đỏ trước. Bãi đất đỏ đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mảng đất màu hồng này. Đất màu hồng này, hai khối đất màu hồng. Đất màu hồng thì sẽ là loại hình đất công trình lưu trú dân cư. Màu hồng này sẽ là đất công trình lưu trú dân cư. Ngoài ra thì cái đất màu vàng nhạt này, màu nâu đất này thì sẽ là khu phức hợp. Và đây là một cái quy hoạch khá là chính xác của chủ đầu tư Sun Group. Còn đây là cái khu đoạn này sẽ là một cái đất màu nâu xám, thì mình sẽ xem màu nâu xám. Đất làng xóm chỉnh trang, khu này là đất làng xóm chỉnh trang. Và cái khu này thì sẽ là có một khu này là màu tím. Okay. Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Tức là thế này, ở cái khu đầu bãi đất đỏ ngay mà cái khu hiện tại, khu này là khu mà hiện tại cư dân họ vẫn đang ở đây, thì trong quy hoạch nó sẽ là vẫn là khu khu của người dân.
Ngoài ra thì vùng màu tím chéo này thì sẽ là khu hạ tầng kỹ thuật. Khu đất ở phía dưới màu nâu này mà giáp với dự án 35 hectare này thì sẽ là khu đất phức hợp. Nếu mình không nhầm. Đất hỗn hợp. Đây khu vực cạnh cái cung đường L3 của dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, nó là cái khu đất hỗn hợp. Đây sẽ là đất hỗn hợp. Phía trong này thì tiếp giáp với cung đường Gateway và đoạn đầu của trục L3 của khu đô thị An Thới thì sẽ là một cái loại địa hình đất màu đỏ. Ta sẽ xem một công trình giáo dục. Thương mại, văn phòng, dịch vụ. Thương mại, văn phòng, dịch vụ. Phía trong này có dấu cộng là khu đất du lịch hỗn hợp, đất y tế, tức là bên cạnh dự án tái định cư Cần Thơ thì chúng ta sẽ có một công trình y tế, đất y tế ở chỗ này, ngay chỗ này. Ngoài ra thì phía trong này cũng là đất hỗn hợp, ngoài này thì sẽ là đất ở. Bên này thì chúng ta có một đất thấp tầng. Thương mại, văn phòng, dịch vụ. Đây là đất thương mại, văn phòng, dịch vụ. Còn cái màu xanh này thì sẽ là khu cầu cảng. Khu cầu cảng. Về sơ bộ chúng ta sẽ có như thế này. Đây là chúng ta có nhìn thấy là bảng biến động đất sau khi điều chỉnh. Rất nhiều thông số. Đất ở giảm xuống, tỷ lệ giảm. Đất ở, đất thấp tầng giảm. Tăng tỷ lệ đất hỗn hợp và đất công trình công cộng lên. Tăng 2%. Giảm đất công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ mặt nước. Đây thì đất ở thấp tầng chính là cái khu màu tím này. Công trình lưu trú dân cư, đây là thấp tầng. Du lịch. Đây là TL02. Lưu trú dân cư. Đấy, chúng ta có công trình lưu trú dân cư. Số tầng và hệ số sử dụng đất.
Số tầng sẽ là 5 tầng, hệ số sử dụng đất là 1,3. Thì chính là cái khu vực vẽ được đó. Tức là đây sẽ xây thấp tầng thì biệt thự hoặc là mô hình gì đó thấp từ 5 tầng trở lại. Các cái khu này là đất đất hỗn hợp. Hỗn hợp thì nó sẽ có nhiều các hạng mục. Đất hỗn hợp. Chúng ta sẽ xem chi tiết nó có hạng mục gì. HH24 222324. Có chiều cao là 8 tầng. Hệ số sử dụng đất từ 3 đến 4. Mật độ xây dựng. Đất hỗn hợp. 2,3,4 mật độ xây dựng từ 50-60%. Có chiều cao sẽ là xây 8 tầng. Tức là các cái khu đất hỗn hợp này sẽ có chiều cao xây là khoảng 8 tầng và tỷ lệ xây mật độ xây dựng sẽ khoảng từ 5 đến 60%. Các cái khu vực đất xây thấp tầng này sẽ xây dưới 5 tầng và mật độ xây dựng đất để mình xem lại. Mật độ xây dựng đất xây dựng rất là thoáng từ 25 đến 35%. Công trình y tế, công trình cầu cảng mật độ xây dựng 30%, xây 3 tầng. Khu hạ tầng kỹ thuật cũng xây khá là thấp, xây 3 tầng. Công trình y tế sẽ xây khoảng 4 tầng, mật độ 40-60%. Tức là ở đây chúng ta có cái hệ số đất mật độ xây dựng như sau. Khu 35 hectare Thới thì đã nằm trong quy hoạch. Khu giáp với 35 hectare Thới là các khu đất hỗn hợp này thì sẽ xây khoảng 8 tầng đổ lại, mật độ xây dựng là 50-60%. Khu đất màu hồng này sẽ xây khu thấp tầng lưu trú như kiểu biệt thự rồi các thứ thì sẽ xây từ khoảng 25 đến 35% và sẽ xây dưới 5 tầng. Khu hạ tầng kỹ thuật giáp với dự án 35 hectare An Thới này cũng sẽ xây thấp dưới 5 tầng. Công trình y tế cũng vậy. Cầu cảng sẽ xây khoảng 3 tầng. Đây là khu vực cầu cảng, cầu bãi đất đỏ. Các cái trục giao thông chính chúng ta có thể nhìn thấy là trục ra cầu cảng. Sẽ có một cái trục chính mà bây giờ khu này chúng ta có nhà hàng Hoàng Hôn này. Đấy, khu vực này sẽ là cầu cảng, sẽ có một cái đường rất là lớn. Còn các cái trục đường chính trong các dự án thì như trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy. Ở 35 hectare Thới có trục AT cũng là một trục đường chính. Trục L3 này cũng là một trục đường khá lớn. Đây là các cái trục đường huyết mạch hoặc là cái trục đường bê tông là kéo xuống khu thị trấn An Thới phía dưới này. Khu cư dân đang hiện hữu và chạy dọc hai bên này nó đều là đất màu nâu đỏ. Đất văn phòng, công trình thương mại, văn phòng. Ở đây thì có cái sông chạy xung quanh các dự án kết nối với nhau rất là đẹp. Đây sẽ có chiều cao là khoảng 8 tầng, trung tâm y tế tái định cư, khu đất hỗn hợp. Trong đó thì khu này mình nghĩ sẽ có khu quảng trường biển ở phía trong này. Để chi tiết kế hoạch thì chúng ta phải xem kỹ hơn. Còn các cái khu vực khác thì như trên bản đồ này cũng đã biểu thị các khu vực đất phía trong này là đất
hành chính công cộng, công trình thương mại, văn phòng, dịch vụ, công trình giáo dục, công trình giáo dục là những cái khu này đó, là các cái đất công trình giáo dục. Xem chỗ HH2521, HH2521 đất hỗn hợp và mật độ xây là dưới 8 tầng. Khu vực sông này chạy quanh sẽ là cái đất mà đang bôi màu xanh lơ này. Sân picnic dã ngoại. Đất du lịch hỗn hợp, đất mặt nước, đất du lịch hỗn hợp, toàn bộ màu xanh là đất du lịch hỗn hợp, trong này cũng vậy. Ở đây chúng ta sẽ nhìn lại khu bãi đất đỏ, 83 hectare bãi đất đỏ. Sẽ có khu thấp tầng ở đây, khu phức hợp, đất hỗn hợp ở phía trong này, khu cầu cảng. Cơ bản là như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Hẹn mọi người trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.